cỏ chưa? Rồi. Cỏ đã, cỏ đã cười ra nhá. Vâng. Ô, cỏ rồi. Để trong vợ em bé chơi nhá. Vâng. Con đi trong rau nhá.
Nhìn anh coi nhé, nhìn anh coi đi đâu rồi. Anh coi đi đâu rồi. Có đi chơi không bà cô ấy? Hả? Em buồn rồi em muốn đi. Làm cô đi tìm khắp nơi không thấy. Về nhà nhé. Nhớ đi lớp. Con ai thân? Con á? Vâng. À, con này nhà ở làng bên. À vâng. Nó bị ngã xong là em thấy em mang đưa về. Chứa chân đau. À, đau ở đâu? Khỏi chưa? Khỏi rồi. Đau ở đấy á? Vâng. Bây giờ tìm nhà cho đưa nó về. Này là thằng Thắng đúng không? Con ông Phúc bên kia đúng không? Đấy, đúng rồi. Đi đưa về nhé, đi đưa về nhà nhé. Em cảm ơn nhé. Con đi đâu mấy ngày hôm nay bố tìm không thấy đây. Nó bị rơi cống ở bên.
bố tìm mấy ngày con tìm không thấy con đấy. Anh cô nhá. Vâng, vào nhà ngồi uống nước cho cô. Vâng, thôi em về luôn này. Thế đợi một tí cho một ít nào em bé nhà này. Còn áo ấm em bé nhá. Vâng, xin nhá. Vậy anh con không được đi chơi lung tung đấy nhá. À, ba nè, ba anh con đi về là ba nhá. Ba em à. Đây là chơi nhá, mình đi trồng rau nhá.